Theo Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, đến đầu tháng 11 năm 2022, ngành tôm xuất khẩu ghi nhận doanh số trên 3,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù các thị trường nhập khẩu tôm của cả nước bị sụt giảm từ đầu quý 3 năm 2022 do ảnh hưởng lạm phát, nhưng thị trường EU vẫn là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng gần 21% trong tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam. Sau khi mà dịch bệnh nó kết thúc thì cái con tôm nó phát triển rất là tốt đối với các cái thị trường xuất khẩu như là Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc. Vì nhất là cái con tôm là cái mặt hàng nó phục hồi của nó là mình nuôi. Nói chung cái công tác mình nuôi trồng của mình rất là tốt, đạt rất là cao. Với vị trí địa lý tiếp giáp Biển Đông, nên các tỉnh Nam Trung Bộ có nhiều điều kiện thuận lợi cho hoạt động nuôi tôm thẻ. Hiện 3 tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa có khoảng 3.000 hecta ao hồ nuôi tôm thẻ chân trắng theo hướng bán thăm canh với năng suất bình quân rất thấp, chỉ đạt khoảng 8 tấn một hecta. Đây cũng là những diện tích nuôi rất dễ bị thiệt hại khi thời tiết thay đổi. Trong năm nay thì cái quá trình thời tiết nó diễn biến phức tạp, nó ảnh hưởng tới cái quá trình chăm sóc con tôm nuôi. Tuy nhiên là đối với các cái cơ sở nuôi tôm thân cát hoặc là những cái cơ sở mà có đầu tư ứng dụng công nghệ cao vẫn có thể tiếp tục được nuôi được trong cái thời điểm tương đối là không thuận lợi như hiện nay. Theo Hiệp hội Thủy sản Việt Nam, trong những năm tới, ngành tôm còn nhiều động lực để tăng trưởng. Giai đoạn 2022-2025 có thể tăng khoảng 9% một năm. Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm có thể đạt 5,6 tỷ đô la Mỹ. Đây cũng chính là cơ hội cho người nuôi tôm đầu tư công nghệ để nâng cao cả chất lượng và sản lượng tôm thương phẩm.